Xác định hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy mà trong 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trong toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, các cây cầu. Cùng với các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, thì sự quan tâm đầu tư của các địa phương đã góp phần đưa cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng đồng bộ, hiện đại. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu đã nâng cấp mở rộng được 6 tuyến đường, trong đó có 2 tuyến đường được nhựa hóa. Nhờ vậy đã đưa địa phương trở thành một trong những xã đứng top đầu của huyện có cơ sở hạ tầng giao thông rộng rãi, đồng bộ. Để có kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây vừa huy động tốt các nguồn lực, vừa thực hiện tốt công tác vận động nhân dân hiến đất mở đường. Chính quyền vận động bà con là đồng lòng, vui vẻ là hiến đất dời tường. Đấy. Và làm cho con đường như vậy là nó rộng rãi, khang trang. Sự đồng lòng vào cuộc của toàn hệ thống chính trị cũng như nhân dân là đã hiến hơn được 1.600 m² đất và hơn 3.600 m² bao và các ký ốt. Đến giờ phút này thì cái hệ thống đường khang trang và sạch đẹp, thuận tiện nhân dân đi lại. Tại huyện Yên Thành, trong 4 năm qua đã có nhiều công trình giao thông trọng điểm được triển khai như các cầu Bào Dài, Đông Ruông, Phú Tập, Xuân Phú, đường từ tỉnh lộ 538 đi xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, đường liên xã Thịnh Thành, Tây Thành, đường vùng nguyên liệu cho dự án chế biến gỗ. Điều này đã góp phần từng bước đưa huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và tạo niềm vui, sự phấn khởi cho bà con nhân dân. Con đường này là con đường giao thông kết nối tuyển Phú Thành đi xã Lăng Thành và tiếp nối với tỉnh lộ 538. Sau khi con đường hoàn thành thì đã tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông hàng hóa thuận lợi, người dân rất là phấn khởi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thanh Chương cũng đã quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông mang tính kết nối liên vùng. Đặc biệt là gần đây, dự án cầu Đò Cung Bắc qua sông Lam kết nối giữa vùng thượng huyện Thanh Chương gồm 8 xã với thị trấn Đô Lương và nhiều xã thuộc huyện Đô Lương đã được thông xe. Đến nay, hệ thống giao thông huyện Thanh Chương đã từng bước được đồng bộ, hiện đại khi có 6 đường quốc lộ đi qua địa bàn. Từ 36 bến đò ngang, nay đã có 5 cây cầu bắc qua sông Lam. Đối với các cái công trình trọng điểm trên địa bàn thì đã được triển khai thực hiện xác định 10 công trình trọng điểm. Thì hiện nay đã hoàn thành 4 công trình. 4 công trình thì đang gấp rút để hoàn thành, còn 2 công trình thì đang tiếp tục thu hút. Ngoài ra thì chúng tôi đã có những cái công trình trọng điểm, đặc biệt đó là cầu Đô Cung. Thứ hai là tuyến đường từ Ngọc Sơn đi Nam Hưng, Nam Đạt. Và những cái hạ tầng đó sẽ giúp cho huyện Thanh Chương thúc đẩy phát triển. Cùng với hàng loạt các tuyến đường giao thông trọng điểm, các cây cầu được đầu tư xây dựng, thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các địa phương trong tỉnh cũng đã quan tâm mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, từ đó góp phần nâng cao số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự kết nối, giao thương và mở rộng không gian phát triển của mỗi địa phương.